Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, sự phối hợp của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Cờ Rông Bông và được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân xã Giang Mau, Đoàn Ca múa dân tộc tỉnh Đắk Lắk rất vinh dự thực hiện một chương trình ca múa nhạc đặc sắc phục vụ quý đồng bào đồng chí và các bạn. Kính thưa quý vị, về tham dự với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Trần Kim Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về tham dự với chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay còn có sự hiện diện đông đảo của quý bà con xã Giang Mau cũng đến xem chương trình văn nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Và bây giờ xin quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chương trình tối đêm nay xin phép được bắt đầu. Hãy lắng nghe
sông đại ngàn dịu đàn voi hoa về với nhà xa. Việt Nam mà vui sông ca đại ngàn dịu nghe đi nào đi chơi với gió. Oh,
ngồi lên trên, ngồi cho Khang nghe kìa. Chiếc này đang ngồi không? Ngồi xuống đây, ngồi xuống.